Con thấy là công việc của ba vất vả không? Dạ có, lúc mà bắt đầu dịch á thì ba con không về, con ở nhà rất là lo cho sức khỏe ba trên đó. Ba hay gọi điện thoại về không? Dạ có, thường là ba chủ động gọi về. Còn khi nào có việc gì là con sẽ gọi về con nói chuyện với ba. Nhưng mà con vẫn vui hơn khi được tiếp xúc trực tiếp với ba. Chắc chắn là như vậy, cô cũng thích là người mình thương á, người mình nhớ đó. Mình phải được gặp nè, mình phải được ôm nè, nó đã hơn con ha. Con nói là con hay tâm sự với ba rồi, bây giờ ba ở xa như vậy á, rồi sao tâm sự? Con cũng không biết nữa. Có mấy tuần trước thì con có lên đơn vị chơi với ba. Ba nói là hết dịch ba mới về được. Nếu như không phải vì dịch thì cái kế hoạch thì là khi nào ba sẽ về? Thường một tuần ba con sẽ về, cuối tuần ba con sẽ về chơi với con. Hè ba con sẽ cho con đi chơi. Nhưng mà con thấy mà Con nói với ba là con rất là nhớ ba không? Dạ có, lúc mà gọi điện thoại con nói ba là tối nay ba có về không? Lúc nào gặp ba con cũng nói là ba có về. Ba nói là ba không về được. Rồi mỗi ngày thì ba có hay gọi điện về cho các con không? Có, cứ tầm 5 giờ mẹ về thì tầm 6 giờ là ba gọi. Ba gọi, những có hôm thì mẹ để điện thoại trên nhà thì mấy chị em tự nói chuyện. Rồi có cho mấy bạn nhỏ đi vô trong doanh trại chơi được không? Có, nếu mà không có dịch bệnh á, thì vẫn vào bình thường. Vào ngày chiều thứ bảy là mẹ chở xuống ở đó với ba cho tới chiều chủ nhật mẹ mới trở về. Em của con rồi chị của con có nhớ ba giống con không? Dạ có. Thường ba con về là ba con sẽ ôm em con đầu tiên, xong rồi tới con, rồi chị hai con, rồi tới mẹ. Nhưng mà mấy bữa nay con không có được ba ôm. Cô cũng muốn trấn an con một chút. Cô hiểu là con rất là nhớ ba, nhưng mà ba cũng đang công tác vì đất nước. Và ba cũng không có ở xa con đâu, chỉ là không được về thôi. Ba con là một người trong quân đội thì chắc chắn là ba con sẽ biết cách để tự lo cho mình ha. Nhưng mà dù sao cô cũng mong á, là mọi chuyện sẽ sớm yên ổn để con được gặp ba con sớm hơn. Dạ, mẹ con có nhớ ba con giống con không? Dạ có, lúc mà ba con không về mẹ con không gặp được ba, mẹ con buồn. Rồi lúc mà mẹ đi làm về mẹ áp lực, không có ai chia sẻ. Nên là con làm sai mẹ la con. Nếu mà có ba thì ba mẹ sẽ nói con bình thường lại hơn. Ba đứa con gái thì là lúc nào cũng ba. Tại vì mỗi lần ba về thì lâu lâu ba về nên ba cưng lắm. Còn mẹ ở nhà thì mẹ hay la cho nên là vẫn sợ mẹ. Mẹ đi làm nhiều khi về cũng áp lực được về con cái cơm nước. Rồi lại đến đưa nó đi học rồi lại đêm mà không có mẹ là không học đâu. Mấy chị em là cứ mẹ cần bước ra khỏi nhà cái là đi chơi. Cho nên là mẹ hay la. Mẹ chỉ là lười học thôi. Lúc nào cũng phải có mẹ kèm thì mới ngồi bên cạnh thì mới học. Mà kèm cả ba đứa nhiều khi đi làm. Đúng về rồi, còn quần ơi, áo rồi xác, cơm cảnh. Nước rồi dọn dẹp nhà cửa. Nên là cũng không thể ấy được. Nên là đa số là phải bắt tự làm, tự học. Những ngày thi thì mẹ làm cho hết. Còn ngày thường thì cứ một ngày chị rửa chén, ngày em rửa, hai chị em thay nhau. Chứ mẹ cũng không làm. Mẹ con chắc chắn là không có muốn chút cái điều đó lên con đâu. Nhưng mà mẹ quá mệt đó con. Làm nhiều thứ quá, có một mình xoay sở à. Mà con biết không, mẹ con nó sinh ba người con nè. Rồi còn phải chịu áp lực chồng mình xa nhà nè. Rồi vẫn phải lo lắng cho các con quá nhiều thứ. Nên là nếu như lúc nào con làm sai, mẹ mới la con á, thì cô nghĩ nó cũng là một điều rất là bình thường. Tại vì có những lúc những người phụ nữ áp lực tới nỗi là con cái của họ không làm sai gì hết mà họ vẫn la, tại vì không có chỗ nào để trút. Đó là cái cách để người ta xả cái tâm lý của mình đó con. Nên con hiểu cho mẹ một chút nha. Cô cũng vậy nè, nhiều lúc cô cáu á, cô thiếu ngủ quá, mà con của cô nhiều khi cái chuyện không đáng mà cô la cũng lớn tiếng. Nếu như ngoan hơn một chút thì cô sẽ không có bị cáu, nhưng mà khó tránh lắm con. Cô biết chắc chắn một điều là mẹ con không có muốn làm như vậy đâu. Nói như vậy để thông cảm cho mẹ hơn ha. Nhưng mà cô lát nữa cô gặp mẹ cô cũng sẽ nói mẹ sẽ kiểm soát hơn. Chứ để nhiều khi con đã phải xa ba rồi lại còn thêm chịu áp lực là mẹ mắng nữa thì cũng nhiều thứ quá phải không?